em mua sim thì nhấn vào giỏ hàng mua ủng hộ em trai nhá. Đây. Các bác lại chuyển sang thổi nồng độ cồn anh em nhá. Anh Tuấn. Đi đâu đây? Đi đâu đây? Em đi làm. Thế là làm sao đây? Sao lại thổi nồng độ cồn? Em chẳng rõ nữa nhưng mà em theo dõi anh ở trên TikTok. À dạ. Follow anh nhiều lắm. Ok em. Mày không biết uống rượu à? Đây là chuyên đề gì đó? Test nồng độ cồn này. Rồi, để anh cho xem ra. Mới sáng ra là thôi nồng độ cồn à? Cuối tuần kiểm soát chặt chẽ vào đúng không? Đúng rồi, ông anh cứ like rồi để anh em tuyên truyền luôn. Đúng rồi, tuyên truyền cho anh em sáng ra rượu bia thì đá rượu bia không lái xe đúng không? Không lái xe luôn. Chính xác đấy. Đấy, đấy anh em chú ý nhá, rượu bia các kiểu rồi thì đừng có lái xe nhá. Mang lại mất an toàn cho trước hết là bản thân mình, sau đó đến người khác nữa. Đấy, do các bác phục vụ làm mỏi. Đảm bảo cho mọi người. Đúng rồi. Không suốt hết rồi. Đấy, các bác nghe chưa? Đây là anh em cố gắng để đã uống rượu bia không nên lái xe nhá. Đấy. Rất đông anh em đi. Ở đây đó. Ok nha. Làm lâu chưa? Rồi, lâu chưa? Thôi nha anh em nhá, đây tuyên truyền cho anh em biết thôi, đã uống rượu bia thì không nên lái xe nhá. Tham gia giao thông thì an toàn anh em nhá. Cố gắng chấp hành tốt luật giao thông đường bộ nhá. Anh em đi thì cố gắng cẩn thận nhá. Đấy, để ok anh em nhá. Đấy. Anh em cố gắng nhá, cẩn thận nhá. Tôi chào đồng chí nhá. Đồng chí công tác tốt nhá. Cảm ơn anh. Ok đồng chí. Và tiện đây em trai Tuấn ở mã 36 bán thêm iPhone 4G vào mạng căng nét nha anh em nhá. Anh em mua nhấn vào giỏ hàng mua ủng hộ em nhá. Tháng đầu thì anh em free hết nhá, bắt đầu tháng 2 thì anh em làm 60k trên một tháng. Thì anh em có tỷ tỷ kilobyte mỗi ngày nhá. Sao vào mạng mát ga, mát xô, máy thoải mái, anh em mua nhấn ở hàng của em trai nhá, em trai.